Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái con điện thoại Samsung Galaxy A11 này. Nó bị tối đen màn hình như này. Đây nhá, cuộc gọi đến thì mình vẫn nhìn thấy nó sáng lên màn hình, chứng tỏ là màn hình nó vẫn chưa chết nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử gọi sang cho bạn coi. Đó, các bạn để ý này, màn hình nó vẫn sáng lên nhá. Đó. Khi mà mình tắt nguồn, mình muốn khởi động lại. Đấy nhá, các bạn để ý nhá, mình sẽ bấm giữ nút nguồn này. Mình tắt nguồn khởi động lại thì không tắt nguồn cũng không khởi động lại được nhá. Đấy nhá, mình bấm giữ nút nguồn này. Đó, nó chỉ hiện lên như này. Mình cũng không thể nào tắt nguồn được đi này. Mình sẽ bấm giữ nút nguồn lại xem sao nhé. Đây, giờ mình thử bấm khởi động lại nhé. Mình chờ một chút nhé. Đó, cũng không thể nào khởi động lại được này. Bây giờ các bạn sẽ làm giống mình nhé. Các bạn sẽ bấm giữ cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng nhé. Để chúng ta sẽ tắt nóng cái con máy này đi. Tức là mình ép nó tắt đi nhé. Để coi. Mình sẽ bấm giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng này. Đó, các bạn cứ bấm giữ nhé. Nó hiện lên như này thì cứ kệ thôi. Cứ bấm giữ cho mình. Đó, các bạn để ý này. Nó tắt màn hình đi rồi nhé. Đó, nó rung rồi. Để coi xem nó có lên màn hình không nhé. Đó, các bạn nhấn giữ kỳ bao giờ nó hiện lên logo thì các bạn nhả ngón tay ra cho mình nhé. Để coi xem nó có khởi động lên ok không nhé. Đó, các bạn để ý này, nó đã lên màn hình như này rồi nhá. Con màn hình này của mình thì nó cũng đã bị lỗi rồi này. Nó cũng bị lỗi kiểu như là cũng sắp hỏng rồi nhá. Nhưng mà vừa nãy của mình thì nó bị đen xì, nó không hiện lên được như này. Còn bây giờ thì nó đã hiện lên như này rồi. Vậy là mình đã có thể lại sử dụng được chiếc điện thoại này được rồi nhá. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục cái lỗi đen màn hình khiến chúng ta không thể nào sử dụng được điện thoại nhá. Các bạn chỉ cần bấm giữ phím cứng để chúng ta khởi động lại điện thoại là sẽ khắc phục được cái lỗi này nhá. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.